Hello, welcome to my channel. Hôm nay học tiếp bài nha các bạn. Okay. Before we study now, open your notebook and copy out the title. Trước khi học, lấy tập ra đề tựa bài cho thầy. Unit 4, when is your birthday? Lesson 2, 4, 5, 6. Khi học bài mới, thầy muốn ôm lại tí xíu thì tháng này, ôm đi ôm lại qua cho thầy. Đọc cho thầy nha. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Tức là ngày tháng thôi. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 31st. Okay. Đây là cái bài mẫu câu này mà gom được câu là hỏi what is the day today? Hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy, okay? Còn câu hai là mình học rồi, when is your birthday? Sinh nhật của bạn vào khi nào? Rồi để thầy ôm lại bài xíu nha. Okay, when is your birthday? Thì bây giờ thầy sẽ hỏi bạn. Bạn trả lời cho thầy nha. Okay. Câu đầu tiên. Bây giờ hỏi chậm bạn tự trả lời. Mình nhìn TV mình trả lời cho thầy, ok? Giống như thầy đó nói chuyện với mấy em vậy đó. What's your name? What's your name? My name is... Tên mình. How old are you? How old are you? I'm số tuổi, years old. Where are you from? I'm from Vietnam. What nationality are you? I'm Vietnamese. Cuối cùng, câu này khó nha. Câu này bạn tự suy nghĩ à. The ngày of tháng. When is your birthday? It's on the gì đó. Bây giờ hỏi một lần nữa, bạn trả lời lại nha. What's your name? How old are you? Where are you from? What nationality are you? When is your birthday? Okay. Rồi, mình học tiếp nha. Can I open your book in page 27? Cái trang 27 cho thầy. Yes. What can you see here? I can see two birthday cake, right? And the card here. The birthday card, right? More maybe the invitation. Mình thấy là hai cái bánh kem và cái thiệp sinh nhật em, đúng không ạ? So, now look at the birthday cake and the card, we will know the day, right? Mình nhìn vào cái bánh này mình sẽ biết được ngày và tháng năm sinh nhật của người đó mà, đúng không ạ? So, the first picture. Now read with me. The 4th of February. Ngày trước, the 4th of February. Tức nghĩa là thầy nói thêm một cái điều nữa là ngày tháng này có hai cái đọc mem, một là mình đọc tháng xong đọc ngày. Ok? The February the 4th xong. Còn nếu mình đọc ngày trước phải thêm up vào the 4th of February. Trong phạm vi bài này mình đọc cách là đờ ngày ớt tháng là ngày trước tháng sau, cho nên là mình thầy không nói về cái vấn đề đọc cách kia ha. Đọc lại cho thầy. The 4th of February, ngày 4 tháng 2. The 5th of March, ngày 5 tháng 3. Tháng 6 rồi mấy em. Không có ngày nhờ. It's June. Bây giờ vậy thì mình sẽ điền vào giùm thầy. Ok. Nhớ là it's on the ngày of tháng. Ngày thì mình lật tập lại coi giùm thầy. Cho bạn 2 phút bắt đầu. 2 phút nha.
Ok, số 7 đầu tiên đương nhiên đây là phải là it's on the 4th of February. It's on the 5th of March. Cuối cùng đây nó không có ngày thì mình để. Ủa, có ngày nè. Ngày 23, em thầy không lấy ngày 23 nha. Ok, 24 of June. Rồi, bấm ngưng video sửa bài giùm thầy nhé mọi người. Tiếp, our song, hãy có một bài hát cho các bạn. Ok, bây giờ mình nghe thử nha, bài Chan, xin lỗi, thầy nghe cho bạn nghe hai lần. Rồi mình cũng nghe đi nghe lại như thế nha. Months of the year. 1, 2, 3, 4 January, February, March. Now it's time to start. April, May and June. Sing a happy tune. July, August, September. Let's play together. October, November and December. Remember, remember, remember. Oh, hay em. January, February. Thêm lần nữa nha. Months of the year. 1, 2, 3, 4 January, February, March. Now it's time to start. April, May and June. Sing a happy tune. July, August, September. Let's play together. October, November and December. Remember, remember, remember. Ok, mấy bạn có thể là thích bài này thì có thể tua đi tua lại mình nghe lại cho thầy nha. Ok. Rồi, tiếp nha. Ok, now open your book next page 28. Sách trang 28 cho thầy, mình sẽ nghe những cái âm này cho thầy nha, hai lần. Page 28, lesson 3, activity 1. Listen and repeat. Fourth. It's the 4th of June. March. My birthday is on the 5th of March. Page 28. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Fourth. It's the 4th of June. March. My birthday is on the 5th of March. Okay, mình có thể đọc theo nha. Fourth is the 4th of June. March. My birthday is on the 5th of March. Tiếp. Bây giờ mình sẽ nghe và mình khoan gọi listen in circle A or B, right? My birthday is on the September 4 hay là 5th. Her birthday is on the 21st of April hay là March. Her birthday on the 16th hay là 17th of October. My friend's birthday is on the 30th of March hay là May. Hai lần. 1. My birthday is on the 5th of December. 2. His birthday is on the 21st of March. 3. Her birthday is on the 16th of October. 4.
My friend's birthday is on the 30th of March. Lần hai. 1. My birthday is on the 5th of December. 2. His birthday is on the 21st of March. 3. Her birthday is on the 16th of October. 4. My friend's birthday is on the 30th of March. Okay, số 3 nhé. Number 1. 1. My birthday is on the 5th of December. The 5th, đúng không em? Chọn câu B. 2. His birthday is on the 21st of March. March, tháng 3 đúng không ạ? 3. Her birthday is on the 16th of October. 16, 16. 4. My friend's birthday is on the 30th of March. March, tháng 3 nữa. Số 7 vô. Đúng. A, B, A, A, A. Bấm ngừng video số 7. Tiếp nha em. Rồi, mình cùng nghe bài Chan như thầy. Hay là When's your birthday? 1, 2, 3, 4. When's your birthday, Mai? It's on the 5th of March. When's your birthday, Mary? It's on the 5th of March, too. When's your birthday, Nan? It's on the 2nd of April. When's your birthday, Peter? It's on the 6th of May. Okay. When is your nghe một lần nữa, thêm một lần nữa nha. When's your birthday? 1, 2, 3, 4. When's your birthday, Mai? It's on the 5th of March. When's your birthday, Mary? It's on the 5th of March, too. When's your birthday, Nan? It's on the 2nd of April. When's your birthday, Peter? It's on the 6th of May. Ok, rồi tiếp nha em. Bài này thì em thích bài này thì em có thể tua đi tua lại để mình nghe nhiều lần ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp theo làm phần tiếp theo nè. Bài này thì khó cho em. Ok. Read and take A or B. Mình sẽ đọc cái đoạn văn này và mình sẽ chọn A or B. Đầu tiên mình tìm hiểu trước. Where is Peter from? Where is Peter from? Australia, England. À bạn Peter đến từ Australia hay là England, đọc trong văn này là biết. Nếu mà bạn nào đã học nhớ là bài cũ thì không cần đọc mình cũng biết ha. Ok. When is her birthday? The 6th of May, the 6th of March. Ngày 6 tháng 5 hay ngày 6 tháng 3. Đọc đầu văn rồi biết được. What day he have from his friends? Là anh có, anh đây có cái gì từ bạn anh ta? A. Only the birthday cake. Chỉ có bánh kem. B. Birthday cake, a lot of presents and flowers. Bánh kem, có hoa, có rất là nhiều quà. Bây giờ mình cùng đọc với thầy, cho các bạn là 2 phút, 3 phút nha. Ok. Thank you.
Rồi, mình cùng đọc với thầy nha. Đầu tiên, my name is Peter. I'm from London, England. I'm from London, England. À, nước Anh em, thấy nước Anh không ạ? Cho nên mình sẽ chọn câu này. Tiếp. Today Sunday, the 6th of May is my birthday. À, 6 là ngày 6 nè em. Of May, ngày 6 tháng 5. Đúng không ạ? Thì chọn cho thầy là câu A. Tiếp theo. I'm happy. I have many birthday presents on my friend. À, tôi có là nhiều quà. Present là quà em. Từ bạn của tôi, ok. À, như vậy thì đương nhiên là chọn câu này đúng không em? Tiếp theo đáp án nha. Tiếp. Bấm ngưng video sửa bài. Ok, write an invitation card. Bây giờ mấy con sẽ viết một cái thiệp mời. Ok. To. Hay to nha, là mình gửi ai? Gửi bạn Lan, bạn Hồng, bạn Huệ, bạn Cúc gì đó. The day, ngày. Vậy thì cái tiếng Anh cho thầy nha. The cộng với cái ngày bằng tiếng Anh of cộng với tháng này. Time, mấy giờ? Mấy giờ? Mấy giờ tìm em ha. Address là địa chỉ, ghi địa chỉ ra. Cuối cùng là from mình á, tên từ mình á, thì mình ghi tên mình vô đây cho thầy. Nhắc lại nha. Gửi đến ai, ghi ngày ra, mấy giờ, địa chỉ ở đâu. Và mình ghi tên mình vô đây. Đây là thiệp mời của mình ha. Mình có thể trang trí thêm cho có đẹp thằng thầy ha. Là phần này nhé, làm phần này cho kỹ nha. Còn gì để làm nữa không ta? Ok, tiếp theo là mình làm một cái thiệp mời nè. My birthday card, một cái thiệp sinh nhật đây nè. Thì bạn cứ thể làm theo tùy ý mình ha. Thích thì làm, thích thì thôi. Làm mình có thể vẽ cái gì tỷ mình một cái thiệp, làm cái thiệp sinh nhật vẽ ra cho thầy. Ok, bài học này là kết thúc. Thì các bạn nhớ xem hết video của thầy, làm bài, chụp hình gửi cho thầy. Xem xong nhớ comment cho thầy một like, một share, nhấn một cái chuông đăng ký nha mọi người. Goodbye, hẹn gặp lại vào những video sau.